Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, số lượng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn có dấu hiệu gia tăng, nhất là khi các dịch vụ ăn uống trong nhà đã được phép mở cửa trở lại. Thực tế cũng ghi nhận, sau khi lập chốt kiểm tra, đội Cảnh sát Giao thông số 5 đã nhanh chóng phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng nói, người đàn ông này vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe. Bây giờ ai chả uống một chén rượu để ăn cơm cho nó ngon cơm. Thế mà các anh cứ cái này các anh phạt thì đúng là ngày nào các anh cũng phạt à. Cái nồng độ không phải mấy này thì ảnh hưởng gì đâu. Không chỉ kiểm tra phương tiện cá nhân, các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng như xe khách, xe buýt cũng là đối tượng mà lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở và kiểm tra nồng độ cồn. Vì đặc thù chuyên chở số lượng lớn hành khách, việc làm này đã nhận được sự ủng hộ cao của người dân. Đồng tình với việc kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đối với lái xe thì cái an toàn nó là trên hết nên là mình nên tuân thủ tuyệt đối các pháp luật mình đã quy định, không nên uống rượu bia. Trên thực tế, công tác xử lý các vi phạm nồng độ cồn còn gặp khó khăn vì nhiều trường hợp cố tình chống đối hoặc bằng mọi cách né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Tuy nhiên khi phát hiện, mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Trong những ngày mà đã được giãn cách này thì chúng qua quá trình thực tế chúng tôi kiểm tra là nó cũng đã tăng lên về số lượng người uống rượu bia. Thì do là phong tục tập quán họ hộp hội rồi là nó kia lý do như thế người ta uống rượu. Đấy, mặc dù là người ta cũng biết là uống rượu điều khiển phương tiện giao thông là vi phạm nhưng mà với lý do thế họ cứ trình bày thế thôi. Còn chúng tôi vẫn phải cương quyết xử lý. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ an toàn giao thông được giao nhằm hoàn thành mục tiêu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.